Bạn xem trên kinh này Phật vừa mở miệng Thiện nam tử thiện nữ nhân Ba kinh đều là như vậy Không những là ba kinh Tất cả kinh luận của Đại Tiểu Thừa Phật vừa nói thì gọi là thiện nam tử thiện nữ nhân Câu nói này vô cùng quan trọng Nhất định không thể lơ là Vậy nói rõ cái gì? Người giảng sinh thế giới Tây Phương cực lạc Đều là người thiện Cho nên nếu ngay trong cuộc sống thường ngày Mà chúng ta không nỗ lực tu thiện Thì bạn làm sao mà giảng sinh Người thiện Có tiêu chuẩn Nhưng mà Bằng tỉ mỉ xem Quán vô lượng thọ Phật Kinh Trong ba hạ phẩm của Quán vô lượng thọ Phật Kinh Là hạ phẩm thượng sanh Hạ phẩm trung sanh Hạ phẩm hạ sanh Đều là người ác Người ác làm sao lại được giáng sanh Người ác có thể cải ác Hướng thiện Thì họ có thể giáng sanh nếu họ không quay đầu Thì họ giảng sanh không được Lâm chung quay đầu Đều có thể giảng sanh Pháp môn rộng lớn Không thể nghĩ bạc Sự quay đầu đó của họ là chân thật quay đầu Không phải là giả quay đầu Chân thật quay đầu Đó nghĩa là chân thật sám hối Biết mình đã sai rồi Vì sao không tái phạm nữa Thật sự quay đầu Ngàn ngữ chúng ta từng nói Lặng tử hồi đầu vàng không đổi Người ác mà quay đầu trở lại Chân thật là người tốt Còn tốt hơn so với những người tốt thông thường Cho nên Họ có thể giảng sanh Đây là khuyến khích Vì Quá khứ vô tri Không có trí huệ Ngu si đã tạo tác rất nhiều Rất nhiều tội nghiệp nghiêm trọng Hiện tại đã hiểu được rồi Quay đầu lại Được Không cần phải sợ Ta tạo nghiệp chướng quá nặng E rằng không thể giảng sanh Nếu như bạn có ý niệm này Sai rồi Đó thực sự là đã tạo thành Chướng ngại cho việc giảng sanh Phải biết được Công đức của sám hối là không thể nghĩ bạc Chúng ta xem thấy trên Kinh Phật Khi tôi học Phật Đọc Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Vua A Xà Thế Đề bà Đạt Đa Tạo tội ngũ nghịch thập ác Đề bà Đạt Đa Thân còn sống đọa địa ngục Tuy là đọa địa ngục Ông ở trong địa ngục mà không có thọ tội Còn rất vui vẻ Ở dưới địa ngục mà hưởng thụ không khác gì trời đau lợi Nguyên nhân là gì vậy? ông hại không phải là người khác là hại đức phật hại phàm phu thì nguy to rồi vì sao vậy vì phàm phu có tâm sân hận phàm phu có tâm báo thù vậy oan oan tương báo có thể được sao bạn đi hại phật phật không có tâm sân hận phật không có tâm báo thù bạn không hại phật phật tu hành chúng ta gọi là tu nhẫn nhục ba la mật từ từ mà tu cũng không biết là tới ngày nào thì mới tu được viên mãn bằng vừa hại các ngài thì nhẫn nhục ba la mật của phật liền được viên mãn lập tức liền được viên mãn viên mãn thành tựu phật chính cực quả tuy là việc ông tạo và tâm mà ông dụng là rất ác nhưng mà ông đối với Phật mà nói là giúp đỡ Phật được nhanh chóng thành tựu ông có phải đọa địa ngục hay không phải đọa ông đọa địa ngục mà không thọ tội ở trong địa ngục còn được hưởng phước có đạo lý cái đạo lý này rất sâu rất vi tế Vô A Xà Thế Đây là Phạm Phu Ông giết cha Hại mẹ Giam cầm mẹ mình Lời phá Hòa hợp tâm Tạo tội ngũ nghịch thập ác Lâm chung sám hối Niệm Phật giảng sanh Ông thật sự đã giảng sanh Cho nên chúng ta đọc kinh a xạ thế dương đây chính là phật thuyết về câu chuyện của vua a xạ thế trong sự suy nghĩ của chúng ta tạo tội nghiệp nặng như thế có lẽ là hạ phẩm hạ sanh nhưng mà không ngờ rằng ở trên kinh phật giới thiệu với chúng ta là thượng phẩm trung sanh việc này thì chúng ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra thế là mới hiểu được Việc sám hối giảng sanh này Chúng ta không thể xem thường được Nói không chừng Người tạo tội nghiệp này Lâm chung sám hối được giảng sanh Như chuyện của vua a xà thế vậy Phẩm vị còn cao hơn ta Chúng ta giảng sanh có thể không có cách nào Được thượng bối Được trung bối, hạ bối Thì chúng ta cảm thấy rất hài lòng Rất giỏi rồi Bạn xem là thượng phẩm trung sanh Nói rõ, việc giảng sanh là có hai con đường Một cái phổ biến là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm Một cái là lâm chung sám hối Lúc lâm chung thì phát nguyện sám hối Một niệm mười niệm được giảng sanh Một niệm mười niệm đó của họ Công phu đặc biệt thù thắng Tâm đặc biệt dũng mạnh Hầu hết người thông thường chúng ta không so bị được Phát tâm vô cùng dũng mạnh Trong chốc lát có thể đem ác nghiệp Từ vô lượng kiếp hết thầy chuyển biến trở lại Việc này đã cho chúng ta một sự khải thị rất tốt Khiến chúng ta không dám kinh mạng Đối với những người tạo tội nghiệp Bạn không nên xem thường họ mà không thể xem thường họ vì sao gì nó không chừng lúc lâm chung họ sám hối được giảng sanh để thế giới tây phương cực lạc phẩm vị cao hơn cả ta chúng ta còn không bằng họ cho nên sự việc này là ở phát tâm dũng mãnh phát tâm chân thành khẩn thiết chân thật quay đầu sự việc này không thể không biết những thí dụ như vậy Trong giảng sanh truyện có rất nhiều Lâm chung sám hối niệm Phật Được sanh Cũng như quán kinh Ba phẩm hạ Người ác lâm chung sám hối giảng sanh Đó chính là lực sám hối của họ Không có dũng mãnh Như của vua A-xạ thế Không có chân thành khẩn thiết như vậy Cùng là sám hối giảng sanh Nhưng không như nhau Sám hối giảng sanh Đại đa số là Ở ba phẩm hạ Nhưng mà cũng có một số ít người Lên đến thượng bối Thượng sanh cũng có Chúng ta phải nên hiểu rõ cái đạo lý này Đương nhiên Những chân tướng sự thật này Chúng ta tỉ mỉ mà thể hội cùng với thiện căn nhân duyên trong đời quá khứ nhất định là có quan hệ vô cùng mật thiết quá khứ đời đời kiếp kiếp đã tích được sau vậy họ vì sao lại tạo nghiệp trong một đời này không có được gặp được thiện duyên duyên thì quan trọng không có khả năng thân cận được thiện tri thức chỗ mà họ gặp được là ác tri thức ở ngay bên cạnh họ Vậy bảo họ ngủ dục lục trần Danh danh lợi dưỡng Luôn là những thứ này để mê hoặc họ Nguyên nhân là như vậy Những việc này Nếu như không phải thường xuyên đọc kinh Thế Tôn thường nói Phải thường đọc Phải lý giải Giả lại còn thâm giải nghĩa thú Thì chúng ta mới có thể hiểu được Mới không đến nỗi có sự nghi hoặc Nghi Có thể chướng đạo nếu như đối với những sự việc này Sản sinh ra nghi vấn Vì thì, thì lòng tin đối với tình tông của bạn Đã giảm đi rồi Lòng tin vừa giảm thì liền không thể giảng sanh Cho nên mối liên hệ này rất là lớn Liên trì đại sư ngài đã nói rất hay Thủy ác bất chung thiện Một người Khi trẻ tuổi tạo ác Trung niên tạo ác Đến khi già cả rồi Hối hận Mới đi hành thiện Cũng còn kịp Họ vẫn là người thiện Chỉ cần họ quay đầu Cho nên thậm chí là như vua a thế Đến lúc lâm chung mới quay đầu Mới biết sám hối Nhưng mà vẫn còn kịp Chỉ cần hơi thở chưa ngừng dứt Người ác Chúng ta đem những đạo lý này nói rõ cho họ Nếu họ giác ngộ Họ quay đầu hướng thiện Đều có thể giảng sanh Cho nên không thể nói Người này làm nhiều việc ác Lúc lâm chung thôi vậy Không nên để ý đến họ làm gì Vì thì sai rồi Lúc lâm chung vẫn phải giúp đỡ họ Hộ niệm cho họ Mà còn phải thường xuyên khuyên họ Nhắc nhở họ Họ một niệm quay đầu Vì thì bạn đã giúp được một người Thoát ly lục đạo luân hồi rồi Đi làm Phật rồi Vô lượng công đức Bất kỳ việc tốt gì của thế gian Cũng đều không thể so sánh được với việc này Bạn có thể tiễn được một người đi làm Phật Trong cuộc đời này của bạn Có cái cơ hội lớn đến như vậy Giúp đỡ được vài người Trong tương lai bạn giảng sanh Thì không có vấn đề gì rồi Họ sẽ tri ân báo ân Đến lúc bạn lâm chung Họ nhất định sẽ nói Ai Di Đà Phật Chúng con đến được thế giới Tây Phương Cực là Đều là nhờ người này giúp đỡ Cho nên họ sẽ kéo a di Đà Phật mau chóng đi tiếp dẫn Đây là thường tình của con người Đích thực là sự việc như vậy Cho nên chúng ta phải nhiệt tình Không nên ghét bỏ người tạo ác Đến khi họ lâm chung Thì chúng ta toàn tâm toàn ý Đi giúp đỡ họ Đi thành tựu cho họ Chỉ cần tâm của chúng ta Chân thành tâm chân thành thì liền có cảm ứng thật sự có thể giúp đỡ được cho họ